Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 30 tháng 1, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm, chúc Tết các trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu. Thăm chúc Tết hai nghệ sĩ vừa được phong tặng nghệ sĩ nhân dân năm 2022 là nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Từ, nghệ danh An Từ, hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, nguyên diễn viên tuồng thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, và nghệ sĩ nhân dân Vũ Trọng Hải, nghệ danh Vương Hải, phó giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng các nghệ sĩ đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý nghệ sĩ nhân dân, bày tỏ sự trân trọng trước tài năng và những cống hiến lớn của các nghệ sĩ cho nền nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Đồng thời mong muốn các nghệ sĩ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong việc giữ gìn và phát huy nghệ thuật tuồng, nghệ thuật cải lương truyền thống, nhất là truyền nghề cho các thế hệ trẻ. Thăm chúc Tết gia đình tiến sĩ, bác sĩ Phạm Phước Dung, trưởng phòng đào tạo, chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và gia đình bác sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, trạm trường y tế xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của các bác sĩ trên lĩnh vực y học, đồng thời bày tỏ tin tưởng bằng năng lực kinh nghiệm của bản thân, tiến sĩ bác sĩ Phạm Phước Dung và bác sĩ Nguyễn Ngọc Hòa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu có nhiều đóng góp hơn nữa trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.